Thưa quý vị, nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của huyện Hòa Vang nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, xã Hòa Phước vừa tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân. Mục đích của chiến dịch này là tập trung ưu tiên tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm hoặc đã tiêm mũi 1 trước khi bước vào năm học mới 2022-2023, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh việc tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn 10 thôn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phấn đấu là đầu năm học mới thì sẽ đạt được 100% học sinh sẽ được tiêm mũi 1 và tiến đến là tiêm mũi 2. Gia đình cũng đồng tình. Đối với vaccine là nói chung là thứ nhất là đảm bảo sức khỏe, thứ hai là để ngăn ngừa dịch bệnh. Hiện nay dịch bệnh trên toàn nước là đưa có chiều hướng phát triển, thay đổi là biến thể thì cần phải nên tiêm vaccine, không phải cho trẻ em mà còn người lớn. Xác định mục tiêu là bảo vệ sức khỏe cho người dân trước tình hình dịch đang diễn biến có chiều hướng gia tăng như hiện nay, bằng nhiều hình thức, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành tỷ lệ tiêm chủng mũi nhắc lại, mũi 3 và mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người dân từ 12 đến 18 tuổi ngay trong tháng 8 này.